Vâng, và hôm nay Eway Bình Tân sẽ gửi đến các bạn một cái combo nghe nhạc vừa và nhỏ từ một con beat Midbass 10 và Midbass 16 kèm cùng với cả 6 con loa chép DALI của từ Neo các bạn nhé. Một cái combo nghe nhạc rất chill cho những căn phòng nhỏ, những bản nhạc sâu lắng, những ly cà phê và những tách trà để cho chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái chất âm của những cái bản nhạc không lời, bản nhạc bolero. Nghe nó rất là nhẹ nhàng và êm ái các bạn nhé. Mình sẽ test hai combo, một là Midbass 10 và Midbass 16 các bạn nhé. Và combo này chính là một combo dành cho những căn phòng nho nhỏ, những bác thích nghe nhạc sâu lắng một mình, một ly cà phê hoặc một tách trà đấy, nhâm nhi trong những không gian vừa và nhỏ khoảng chừng 10-15 mét vuông quay lại đấy, thì là ta sẽ nghe những cái bản nhạc nhẹ nhàng du dương đó, những bản không lời tí tách, những bản bolero nhẹ nhàng, hoặc là những căn phòng ngủ nho nhỏ đấy, để ấm cúng sau khi mà mình đi làm mệt mỏi về, trước khi mình ngủ mình có thể bật những bản nhạc này lên, không gian yên lặng, nghe những bản nhạc nho nhỏ tí tách thì rất là tuyệt vời nha các bạn. Combo này nó sẽ bao gồm một con bát mid 16 và 6 con chép dom DALI từ Neo bên mình đó. Thì đây là một con Pioneer Bass 16 các bạn nhé. Con này công suất cực đại 100W, 91 dB, độ nhạy và công suất là 8 ohm. Đó. Vành này là 16 các bạn nhé, 16. Con này là từ 450, coi 450, từ là 15. Đó. Pioneer các bạn nhé. Thì con này nó cho chất đâm rất là ấm luôn. Đó. Ngoài ra thì mình sẽ có một cái combo nhỏ hơn một chút nữa, đấy chính là con Midbass 10 các bạn nhé. Con này bọc khử từ và cụ từ của nó rất là gấu luôn. Công suất con này 120W, độ nhạy 90 dB và trở kháng là 8 ohm các bạn nhé. Cũng của Pioneer luôn. Đấy. Mình sẽ lên cái combo với hai loa này để các bạn cùng lắng nghe cái chất âm của nó. Các bạn có thể cảm thấy rằng là con nào nó sẽ phù hợp. Đây là những cái combo mà dành cho những căn phòng vừa vừa nhỏ nhỏ. Các bạn có thể thiết kế một cái loa ở một cái dạng là một bát và bốn chép như này. Nhỏ gọn. Đấy, nhỏ gọn. Đánh qua một con âm ly nho nhỏ, một con mạch khuếch đại. Bluetooth hoặc là những cái con âm ly vừa vừa các bạn nhé, nghe rất là ok. Đấy, chất âm của nó như thế này này các bạn này. Thì đấy là cái chất âm của nó. Thì thưa các bạn là bản thân của một cái con một bát 6 chép như này, tiếng của nó, phần trung âm, phần giải cao của nó cực kỳ là mịn màng tí tách. Đấy là bởi vì là chúng ta có một con loa chép của DALI M8 như này từ Neo các bạn nhé. Đấy. Con này tuy nó nhỏ thôi nhưng mà công suất của nó cũng 120W, độ nhạy 92 dB, dạng từ Neo các bạn nhé, trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Đó, con này nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại cho cái chất âm vô cùng là sâu. Đấy, độ xoắn đấy, từ Neo xoắn của nó, độ hút rất mạnh. Đấy, các bạn thấy không, nó sẽ cho âm thanh của nó nghe mịn màng trau chuốt, nó nảy và nó chi tiết từng cái nốt nhạc nhỏ một, cảm nhận cái âm thanh. Con này khi mình đây mình đang ở ngoài chưa vào thùng nó còn hay hơn rất rất là nhiều nha các bạn. Chúng ta hãy test ở âm thanh mộc này để cảm nhận được chất âm của nó, và các bạn cứ nhân đôi cái này lên rồi sẽ vào thùng là sẽ ra cái chất âm của nó các bạn. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn thông qua con Midbass 10 nhé. Đó, mình sẽ thay con này bằng con Midbass 10 để các bạn cùng nghe cái chất âm của nó. Đấy, bát nào mà cần những con nó nho nhỏ hơn chẳng hạn thì mình có thể là xài cái con Midbass 10. Đó. Chất âm của nó nghe nó cũng rất là nhẹ nhàng với những cái bản nhạc mà nho nhỏ vừa vừa các bạn. Nghe rất là ok luôn các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Rồi, bây giờ sẽ mời các bạn cùng lắng nghe nhé.
Ok các bạn, thì đó chính là cái phần là một cái combo đó, 6 con chép từ leo Dali này với cả một con này, một con mid bát 10 hoặc con mid bát 16. Các bạn vừa là nghe chất âm của nó rồi và chúng ta nghe ở những cái không gian nho nhỏ vừa vừa chúng ta lắng động cảm xúc đó, thì combo này cho rằng là rất là tuyệt vời nha các bạn. Mình sẽ có thể hoàn toàn để có thể là nghe, cảm nhận, cảm thụ cái chất lượng âm thanh, những bản nhạc không lời nhẹ nhàng tí tách rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và đối với các sản phẩm này mình cũng sẽ báo giá để các bạn cùng tham khảo nhé, các bạn tham khảo nhé. Thì với một cái con mid bass 10 như thế này đúng không ạ, một cái combo của nó ví dụ 6 con loa chép các bạn nhé, 6 con loa chép này của nó thì là 3 cặp, tùy các bạn có thể dùng 4 con hoặc là 6 con đó. Thì khi mà các bạn sử dụng và cái mức giá cho một cặp chép từ leo Dali như thế này các bạn nhé, một cặp bao gồm 2 chiếc các bạn nhé, là có mức giá là 390.000 một cặp đó, 390.000 một cặp. Còn cái con mid bass 10 này, mid bass 10 này các bạn nhé, thì nó có mức giá là 650.000 một cặp 2 chiếc các bạn nhé. Các bạn mua lẻ theo từng cái cũng ok, bên mình cũng vẫn bán nhé các bạn nhé, chia đôi số tiền ra là được đó. Còn cái dòng mà mid bass 16 như thế này đấy các bạn nhé, đấy, thì nó có mức giá là 920.000 một cặp các bạn nhé. Một cặp là bao gồm một đôi 2 chiếc các bạn nhé đó. Nhưng đối với một cái combo một loa và sáu, một con loa bát như thế này và 6 con loa chép như này thì nó cũng sẽ dựng thành một combo ok các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu về cái dòng sản phẩm này cần ghép combo 4 loa hoặc 6 loa như thế này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại eWay em để trên màn hình và cũng như trong phần mô tả các bạn nhé. Đó, thì đây là những cái sản phẩm combo nghe cho chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt vời. Các bạn có thể tham khảo độ chế và dựng cho mình những cái loa đấy, nghe nhạc đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì video của mình cũng đến đây là tạm dừng. Các bạn thấy video hay vui lòng cho mình một like, một đăng ký kênh các bạn nhé, để nhận được các cái video mới nhất mỗi ngày bên mình đăng lên. Đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.